Ơi thỏ dãy rồi. À xuống á. Con đi con nhìn vòng tròn đi, vòng tròn to đẹp này mà. Ơi. Ơi. À. Hay ngồi đây ăn đó thế nhỉ? Ngồi ăn đây ngắm cái vòng kia vậy hả? Cái này cũng được mà. Xay cái đây. Thầy sẽ view đẹp. Đến gần quá. Mày Thảo cầm điện thoại chụp bố một cái điện thoại, một cái hình này. Con đi xuống á? Xuống hả? Đi chưa? Hả? Cái gì cơ? Ừ. Chẳng hết cả bố lần đâu. Ừ. Đằng đấy là đấy, nhà ga. Thôi gần đây rồi, đi vào đây đã. Thôi tí đi vòng lại làm gì cho mệt. Được chưa con? Con xuống gì chưa? À ơi, à xuống được chưa? À được nha. Xuống thì mới mỏi cổ lắm. Ừ. Quay được 19 phút thôi. Thả rồi đi. Mở chân á. Đừng ngồi thay. Nào. Ây ơi. Đi lại lên đèo nhá. Tí nào đi thôi. Đi. Ừ. Tí nào ạ? Tàu lượn siêu tốc kìa. Màu hồng đấy. Ơi, đẹp đấy. Ờ, à, đi thôi, thế đi theo bố. Ờ, à, không nhanh đi theo bố cũng được. Hả? Đi chậm quá. Thế bám túi quần đi. Bám túi quần. Đi. Ừ. Thỏ đi đi. À, thế thôi, thế đi bộ thôi. Ui, tàu lượn siêu tốc kìa, chạy kìa. Ê, chạy kìa, mày Thảo kìa. Đấy. Lạnh đấy. Rồi, ngã. Ngã đi, mày ăn chất lộn gì nha. Ây ồ. Gió quá nhỉ.
Thảo ơi, từ từ thôi. Cho ngồi xe nào. Cho ngồi xe nào. Dậy lắm mà đi đoạn này gió. Gió mạnh lắm. Trời ơi. Chào điện thoại. Không đẹp ạ. Chụp góc này không đẹp. Tin đây mà Tin ơi. Đi đâu đấy? Lối này này. Lối này đi vào trong kia là cái gì? Đi vào trong này cũng được. Đi đây làm sao ra xe á? Tàu lượn siêu tốc vừa chạy qua đây đó. Bên kia mấy cái nhà bờ sông sơn đẹp nhỉ? Ở dưới này cũng ngồi được mà. Chắc ngồi đây. Nó chui xuống cái kia nhỉ? Đây. Con đi theo mẹ đi, bám mình chứ. Nó chỉ bám xe đây. Sáng theo có đẩy nó vướng khó. Đi thận, nhìn đứng giữa vạch. Giữa vạch. Đứng yên. Đấy. Không có bước chân vào là được. Đi xuống chưa đi? Bước lên, bước lên. Lên hẳn trên kia mà ngồi kìa. Ăn nữa tàu nó sẽ chạy chui qua đây con này. Đây đây, tàu chạy gà tinh gà. Đấy, tàu lượn siêu tốc đấy. Mình cứ đi. Giật mình chứ nhỉ. Ờ, lại chạy đi kìa. Lại chạy trên kia rồi. Chạy đến đâu rồi đấy?
Ừ. Một giờ 20 gì? Ơi. Vẫn còn chạy à? Không, vẫn đang chạy bên kia mà. Hết rồi.